Mình đọc truyện đi chứ ổng đi rồi. Ừ được á. Chị Đào, chuyện ngôn tình hay lắm hả chị? Chị cho em đọc chung quá được không? Cô đích con ơi, biết gì mà đọc, chờ lớn rồi đọc. Anh Winner ơi, chị Đào không cho em đọc chung. Anh Winner. Thôi em con trai đọc ngôn tình làm gì. Thôi qua đây, đọc với anh cái chuyện kiếm hiệp này là xuất sắc. Đọc quá được không? Trời ơi, ông biết đọc chưa mà đòi đọc với tôi không? Nè, bây giờ mà em kêu em biết đọc ấy thì em đọc cho anh dòng này coi. Hiệp sĩ bay xuống tung một chưởng. Kìa, cô gái, chàng trai, ngừng đọc chút xíu uống nước nè, nhanh lên. Khô cả họng rồi. À mà bà ngồi đây rồi. Cái Khang đâu? Khang đâu? Khang ơi, em sẽ giúp anh đây. Trời, ta sẽ triệt bảo trường gian này. Trời ơi, em bị cái gì vậy Khang? Trời ơi, trời ơi, nó bị cái gì vậy? Chết rồi, hình như thằng bé này nó bị nhiễm cái nhiễm nhiễm vật kiếm hiệp. Trong cái bộ truyện kiếm hiệp tôi vừa cho nó đọc rồi. Cái gì? Ý là nó bị nhiễm cái nhân vật anh hùng nghệ thuật sĩ ấy, trong cái bộ truyện tôi vừa đưa nó xem. Là sao? Con ma nữ kia, hãy đứng lại. Cái gì? Đứng lại. Cho. Chết rồi. Thôi chết tơi rồi. Thằng bé nó nhiễm thật rồi. Trời ạ. Ôi giời ơi, đứa nào rót cho ông ly nước trà coi con. Dạ. Su Huynh à, Su Huynh mới về đó hả? Chứ Huynh à, ở đây chỉ có một mình ta và Huynh. Ta không gọi Huynh thì ta gọi ai bây giờ? Huynh có mệt lắm không? Ta mời Huynh uống nước. Huynh uống đi Huynh. Huynh làm cái gì vậy? Nếu mà Huynh không uống, ta chửi người chết. Cái gì vậy em? Cốc chủ ơi, cốc chủ. Cốc chủ để cho tại hạ được yên. Winner đào đạo. Này đâu vậy? Bị sao vậy? Chết sao rồi, vậy? Nó nhiễm cái kiếm hiệp á. Thôi, Khang. Thôi, đi về. Rồi kêu không? Các ngươi làm gì vậy? Ta sẽ gọi đàn em của ta tới đó. Rồi thôi, đàn em nữa. Đàn em nữa. Cái đó người ta kêu đệ tử ba ơi. Mà kiểu này là nhiễm lắm luôn rồi đó. Đưa nó về đi. Đi về nào. Thôi. Ta chỗ cái ngươi á. Khoan. Đi về. Điều này là bị nhiễm nặng lắm luôn rồi nè. Quân à, ông bị sao vậy? Quân à, sao vậy? Thôi bà đừng có hỏi nữa, tôi buồn lắm rồi. Ai? Số quân sư tử ơi, hôm nay có chuyện gì cho em đọc không? Thằng bé này, sao giờ này còn ở đây nữa? Về nhà đi. Em có biết là vì cái việc em đọc sách ấy mà anh bị mẹ la cho một trận không? Hả? Dạ. Dạ rồi. Thôi mà. Dạ chị con nít mà. Dạ rồi. Dạ. Dạ rồi, em chào chị. Dạ. Quýnh đó. Gì vậy? À, trời. Đâu? Hả? Trời con đâu chứ? Đâu hả? Đâu chứ hả? Mày gì vậy? Cái gì hả? Trời, nó có cái gì nói con nhanh lên, cứ đánh con từ đây. Phải đánh. Con rồi, chơi tiếp đi. Sao mà bây giờ người ta gọi điện thoại mắng vô mẹ kìa. Người ta mắng vô mẹ. Ai mắng bố mẹ? Mẹ thằng Khang gọi điện mắng vô mẹ kìa. Con cho nó đọc cái gì mà bây giờ về nhà nó nhiễm mấy cái gì tào lao. Rồi mẹ nó gọi điện mắng vô mẹ kìa. Nó đọc ba cái chuyện mà kiếm hiệp các thứ thì làm sao mà con kiểm soát được mà tự nhiên về mắng con. Nhưng quan trọng cái chuyện kiếm hiệp đó ở đâu ra? Thì nó đọc ở trong quán của chú Vượng, làm sao con biết được? Con làm sao mà cản được đúng không? Nhưng mà con đi chơi chung với nó. Bây giờ mẹ nó nói là lúc trước á, chưa đi chơi chung với con thì không vấn đề gì hết. Từ khi đi chơi chung với con, bây giờ là về kiếm hiệp rồi trưởng. Làm sao hả? Tại sao con thấy em đọc mà con không cản em? Trời, làm sao mà con cản được? Em đâu có cố ý đâu.
giỡn cho vui thôi mà. Vui đâu? Mẹ còn giỡn cho vui nữa. Vui vui cái đầu em ấy. Thôi đừng có cãi nhau nữa. Ông Đức mà nghe thấy là chửi cả đám đó. Cái gì đó, cái gì đó. Trời ơi, tôi đang ở trong quầy mà tôi nghe ngoài này cãi nhau gì vậy? Ông ơi, chuyện là hôm trước bọn con đọc sách nè, xong thằng bé này cũng đòi đi theo, cuối cùng bây giờ nó bị nhiễm quá, bọn con chả biết làm nào hết đó. Ồ, không biết làm thế nào hả? Mời ngồi. À, ông sẽ có một cái giải thưởng lớn, nghe rõ không? Yeah. Nhưng với một điều kiện, ba anh em tụi con, nghe chưa? Phải đọc trong vòng 5 phút. Trong vòng 5 phút đọc 5 trang giấy. Khi hết giờ, hết 5 phút, ông sẽ thông báo. Thì tụi con phải tóm tắt lại nội dung từ nãy giờ tụi con đã đọc cho ông nghe. Hiểu không? Thiệt không? Thiệt. Như vậy thì mới có giải thưởng chứ. Yeah. Ok chưa? Bắt đầu. Hết giờ. Đóng sách lại. Ngồi thẳng lưng lên nghiêm chỉnh. Bây giờ hãy trả lời cho tôi biết những gì hồi nãy giờ các bạn đã đọc trong vòng 5 phút. Người đầu tiên, Winner. Dạ, câu chuyện của con là về bạn Mít Đặc. Mít Đặc có một người em gái rất hay là mè nheo khóc nhè này. Nhưng mà không vì lý do đấy mà Mít Đặc lại ghét em gái của mình. Mà lại cực kỳ thương yêu em gái của mình luôn. Thứ hai, Đào Đào. Dạ, chuyện của con thì có tiêu đề về một nhà giả kim. Nói chung là cái chuyện này nó về một cái anh chăn cừu, nhưng mà rất là thích đi đây đi đó. Nói chung là con thấy thú vị lắm không? Giỏi. Cuối cùng là ai? Nói nghe coi. Dạ, nói. Dạ thưa ông, con một cái câu chuyện này hay lắm. Một câu chuyện về quả trứng, nhưng mà quả trứng nó thích chạy lông to, nhưng mà gặp ai nó cũng thư dạ và chào hỏi. Ôi giỏi quá, giỏi luôn. Bây giờ như vậy, ông thấy đó ha, là cả ba anh em con đứa nào cũng giỏi hết, không có đứa nào hơn đứa nào và cũng không có đứa nào kém hơn đứa nào. Bởi vì vậy cho nên phần thưởng này sẽ chia đều ra cho ba đứa. Wow. Hey. Thứ nhất, 1, 2, 3. Con xin. Đây là cái thẻ. Tụi con hãy tới tiệm sách. Tụi con sẽ được mua sách đọc, nhưng mua giảm giá. Wow. Yeah. Năm.